Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta làm đề 19501 từ câu 21 cho đến câu 25. Đối câu 21 này thì chúng ta sẽ chọn được là phương án phương D. Tại vì sao chọn phương D? Tại vì các bạn thấy là đôi mình là đôi của danh từ, mà chúng ta thấy lại đằng sau nó chính là mạo từ, the, mạo từ. Thì đằng trước mạo từ thì phải là gì nhỉ? Động từ hoặc là giới từ. Nhưng đây là một danh từ, vì thế nên sai. Được chưa các bạn nhỉ? Nếu thế thì câu này chúng ta nên sửa nào? Thì nếu mà chúng ta thêm từ of hay là chúng ta thêm một giới từ giữa cái chỗ này thì lại được bình thường. Đấy, các bạn chú ý cho mình, kiến thức rất quan trọng. Nó sẽ giúp các bạn hóa giải được rất nhiều câu. Đằng trước mạo từ là động từ hoặc là giới từ, nhưng đây là danh từ vì tính sai. Đối với câu 22, đối câu 22 này thì chúng ta sẽ chọn được là phần D tiếp. Tại vì từ x lại đứng sau danh từ vì tên sai. Từ x là một trong những tính từ chỉ số lượng chúng ta có như sau: x rồi sau đó là cộng danh từ không có s, có nghĩa là danh từ không s. Hoặc cái thứ hai, đối từ x thì là x of, sau từ of này bắt buộc phải có mạo từ rồi sau đó là danh từ số, danh từ số nhiều, có nghĩa là danh từ có s. Các bạn lưu ý cho mình, đối từ x of nó giống hệt như từ one of đấy. One of thì sau đó cũng có mạo từ rồi sau đó danh từ có s. Vậy nếu thế thì trong chỗ này chúng ta cần đảo ngược lại. Câu 23. Câu 23 này thì chúng ta sẽ chọn phương án C. Tại vì các bạn thấy là serve thì luôn đi với S. Vậy nếu thế thì S chính là giới từ. Vậy sau giới từ, sau giới từ thì verb phải là verb in chứ không phải là verb ready được. Nào, nhiều người khẳng định từ S này nó cũng là sub của mệnh đề trạng từ, nó chính là sub cộng với verb ready cộng với giới từ cộng ô thì sao? Đây là mệnh đề trạng từ, nó đứng ở cuối câu. Đúng không nhỉ? Nhưng các bạn chú ý cho mình, serp s thì nó là một cụm, có nghĩa là phục vụ như là. Vì thế nên trong chỗ này s là giới từ hoặc là sub của mệnh đề trạng từ. Câu 24. Câu 24 này thì chúng ta sẽ chọn được là phương án B. Rồi, câu này thì nếu các bạn không biết thì chắc chắn là sai, tại vì chúng ta base thì đi luôn với giới từ on. Đây cũng là một cụm động từ, base đi với on giống hệt như serp đi với s, depend đi với on đấy các bạn. Rồi base đi với on, cơ bản về cái gì đó, dựa trên cái gì đó. Câu 25. Đối câu 25 này chúng ta sẽ chọn phương C. Nào, như này các bạn thấy to verb mà đằng trước chúng ta đang là verb in, đằng sau có từ on này này, rồi sau đó là verb in, thì đây chính là cấu trúc gì các bạn nhỉ? Thì đây chính là cấu trúc song song của gì? Song song của verb in. Đấy, các bạn thấy có rất nhiều dấu phẩy, đằng sau dấu phẩy lại có từ o này nữa, đúng nhỉ? Thì chắc chắn là cấu trúc song song của verb in. Như thế thì chúng ta bỏ to đi, thêm in đằng sau. Bây giờ chúng ta thử tìm verb trong câu. Đối với câu 21 này, verb nó chính từ has been. Verb. Câu 22, verb nó là, chờ mình chút, từ y. Câu 23, verb nó chính từ tell, measure và decorate. Câu 24, verb nó chính từ a, base in. Chỗ này nó phải là be on. Including cũng là verb. Câu 25, verb nó chính là từ a, miss by. Verb nó chính là từ pour, dipping và rowing. Rồi, ở đây thì chúng ta có một verb nữa là containing, cũng là verb. Cái câu này rất là nhiều verb. Bây giờ chúng ta thử xem từng câu có cấu trúc như nào. Đối câu 21 thì chúng ta chỉ có một s cộng với verb o, nó là một câu đơn. Câu 22, chúng ta cũng có S cộng verb O, một câu đơn. Câu 3, chúng ta có S cộng verb cộng O, nhưng ở đây thì nó là cấu trúc là not only, but also. Của gì? Của verb O. Tiếp đối với câu 24 này, chúng ta có S cộng với verb cộng O, nó đến đây. Rồi sau đó thì chúng ta có một mệnh đề tính từ, nó chính là verb in cộng với O. Câu 25. Nào, câu này rất là hay. Ở đây thì chúng ta có S này cộng với verb này, rồi sau đó là giới từ cộng O,
Nào, ở đây thì nó chính là đăng thể bị động này, đăng thể bị động. Nào, giới từ cộng với verb in cộng o. Đấy, được chưa bạn nhỉ? Hiện tại nó cấu trúc song song của gì? Song song của verb in cộng o. Rồi, đây song song của verb in cộng o. Và trong cái verb in cộng o thứ hai này, trong cái verb in cộng o thứ hai này thì chúng ta lại có một mệnh đề tính từ giản lược là verb in cộng o tiếp. Mệnh đề tính từ này thì bổ nghĩa cho danh từ đằng trước đó. Đấy. À, rất là hay đúng không nhỉ? Câu này rất là hay. Rồi, xin chào các bạn. À, các bạn ủng hộ hoặc muốn xem nhiều video mới hơn thì các bạn ấn nút đăng ký hoặc nút subscribe. Nếu các bạn thích thì các bạn ấn nút like. Chúc các bạn sẽ thi tốt trong đợt thi sắp tới. Xin chào các bạn.